Hai, hôm nay mình làm video hướng dẫn cách đổi số điện thoại của tài khoản ngân hàng Ocean Bank. Cách làm là mình sẽ ra ngoài giao dịch nhờ nhân viên ngân hàng đổi lại số điện thoại giùm. Khi đi nhớ mang theo điện thoại di động, smartphone để kích hoạt số điện thoại mới. Thời gian làm việc khoảng 30 phút. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay thì subscribe kênh YouTube ủng hộ mình.